Rồi tiếp tục review chia sẻ với các bạn một cái bộ mạch ha, gọi là bộ mạch báo động chống trộm cho xe máy, mình gọi đây là V2. V2 thì nó phức tạp hơn, tốn hơn chút cũng không nhiều đâu. Đây mình xài gờ le 5 chân nè, 5 chân. Bạn nào nhanh trí thì có thể nhìn theo làm được ha. Thì nó đi đây, dắt này dắt ổ khóa nè, giống mà quay luôn đó em, dắt mình cũng thay ổ khóa dắt này luôn, rút ra cắm trả thôi. Vậy này là công tắc, hai dây này dây lấy mát, dây này là dây ra chia làm hai, hai dây, một dây này là cắm dương còi, dây còn lại sẽ vô B cục chớp. UB gan L, gan L chia làm hai dây qua hai diode 1N4007, 1N4007 nha. Sau đó chia là chia nhanh trái phải, không phân biệt chia nhanh dương trái phải. Đó. Này xài cho gờ le 5 chân. Lỗi này hoặc là lỗi nai 5 chân cũng được, miếng 5 chân là được. Đây là sơ đồ, các bạn có thể chụp lại làm theo ha. Sơ đồ này mình làm cho con gờ le gọi là sông gồ 5 chân á. Đó. Chân 85 bên đây ha, nhớ bên đây ha, mát bên giữa mình gọi là 30 đó, đi xuống đây vô một chân công tắc 86 87, nói chung một giây thì đi vô công tắc, một giây đi lên dây ổ khóa, dây bên đỏ bên đây nè, tức là dây trước ổ khóa mới hoành xuống ha, hoành xuống mới nối vô đây ha. Đó. Còn chân 87 này đi ra, đi ra chia làm hai nhánh, một nhánh là dương còi, một nhánh còn lại vô B ra L, là tiếp tục chia làm hai, hai nhánh, hai nhánh thì đi qua hai diode 1N4007 diode trắng là bên đây nha, đen là bên đây, nó nhớ nha, nó đi từ chiều đây qua đây không có đi ngược lại. Hai nhánh thì nối với hai dây xi nhan dương trái phải. Đó. Ở đây mình xài đỏ nâu, chứ xe Honda nó là đỏ đen, đỏ đen á. Nhìn về chúng ta dễ được rồi ha, chúng ta thấy làm được. Thì cái mạch này hoạt động như thế nào, tức là khi mà chúng ta on, on là chúng ta đề bình thường, chạy bình thường. Đó. Khi mà chúng ta cần bảo vệ chiếc xe để nơi không ai trông giữ gì đó ha, thì chúng ta bật ốp, bật ốp thì khi đó còi sẽ kêu bốn xi nhan chớp nháy và ngắt đề luôn. Đó, gì để giữ rồi ha, giống như xì mắc hay luôn. Khi cần chống trộm là không đề được nè, còi lại kêu nè, bốn xi nhan là chớp nháy nữa. Thì làm gì thì làm, thì cái mạch thì chúng ta nó cũng phải có được nha các bạn. Chúng ta làm đơn giản qua ta cười chết, nó phải đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn về điện. Tất cả là bấm code ha, cao su bọc người le này 30A là dư sức qua cầu ha. Dây điện Nhật lớn nhất 125 bảo đảm đủ điện, dắt chà bá thoải mái. Dây còi dây mát thì cũng to luôn, dư sức. Xi nhan thì không cần dây lớn, đó, tất cả đều luồn bấm code vô dắt. Công tắc cũng cách điện luôn ha, xài công tắc coi được được chút. Đó, on off. Up on. Đó. Đảm bảo là đủ tải, đúng kỹ thuật, an toàn. Thì tiếp theo mình sẽ lắp lên chiếc xe Honda nha các bạn. Đây. Video sau nữa thì mình sẽ lắp trên xe Yamaha. Demo là trên chiếc FZ 150i.
Thì theo mình thì chống trộm này đơn giản rồi các bạn, phức tạp bởi vì không phải ai là cũng làm được, có bạn giỏi thì các bạn làm được nhưng không phải ai cũng giỏi như các bạn, cũng đủ điều kiện để mua những thứ này, gờ le này ha, để làm rất là cực. Gờ le là cót nè, có sáu ba, có su bọc nè, dây điện lớn nè, ống luồng dây điện 45 ly nè, cục chớp nè, thì mới dắt luôn ha, cót đạn nè, cót cọc bình nè, cót 2.8 nè, công tắc nè, còi nè, thấy không? Này phải mua rất nhiều chỗ để chúng ta có được cái bộ như thế này. Mà chúng ta làm đơn giản quá thì nó kỳ lắm. Các bạn nhiều khi các bạn tự nghĩ ra một cái công tắc hay cái mạch đơn giản gì đó, nhiều khi nó chồng chéo lên nhau, đã có công tắc rồi lại thêm công tắc nữa, thấy nó kỳ kỳ. Thì với cái mạch này thì chúng ta lắp được tất cả các dòng xe các bạn, cái dòng xe đặc biệt là những xe mà ổ khóa có 2 dây á, thì rất là dễ làm, chúng ta cứ cần chỉnh chỗ này lại là xong, đổi dắt lại khác là xong. Ví dụ nguyên bản của xe Yamaha FZ nó là dắt trắng, dắt trắng 3, nhưng mà nó xài có 2 thôi, xài code 2.8. Còn Honda này, Honda quan trọng này, dắt này Exciter thì xài cốt đạn, à, cốt đạn là cốt tròn tròn như thế này, nó có loại 3,5 hoặc là 4, cái nào mà cần tải cao thì 4, còn cái nào mà nhỏ nhỏ hoặc như điện nhỏ thì chúng ta xài 3,5, bấm cho nó chắc. Ok, cái này rất là phê nha các bạn. Này. Rồi tiếp theo thì mình lắp chiếc quay trăm nha, đây là mát nè, mát lấy ngàn ốc rồi ha, mát trên xe của Honda thường nó là xanh lá ha, còn xe Yamaha là dây đen, Suzuki là đen chọc trắng, hoặc là ông ta lấy vô sườn cũng có mát nữa nha. Cái còi thì để đây, dắt ổ khóa đây, dắt hai ha, y chang ha, trong cái cuộn điện này nè, hai này là từ ổ khóa đi xuống á, phía trên là sườn, thằng này là không có điện nữa. Này nó có dây đỏ dây đen nữa không? À, dây đỏ là trước ổ khóa, dây đen là sau ổ khóa đó. À, dây này dây ổ khóa, còn dây đực ở trên á, dắt đực ở trên đó, dắt đực nữa không, là sườn xuống ha. À, xi nhan trái phải, xi nhan trái là màu cam, à, xi nhan phải là màu xanh dương nhạt đây. Rồi là ông ta gắp lên xe nha. Như vậy là lắp xong rồi nhé bạn. Đây. Dắt ổ khóa là cắm trả nè, xi nhan trái phải nè, nằm ở giắc 6 là có một dây xanh dương nhạt với dây cam nhạt là nó đó, cái này mình lấy ra ngoài nè, là cái còi nè, chia nó gồm 2 nhánh đó, lấy ra ngoài kim cho nó dễ. Mát nè, mát của còi và mát của gờ le đi chung nè, thấy không, dương còi vô đây ha, vậy là xong, rất dễ đó. Bây giờ người ta để là on nha, bật on, khi mà ta bật on mở khóa nghe tiếng tóc nữa ha, có được tiếng này cũng đỡ rồi, thấy không. Bây giờ để máy bình thường nha, đó, đèn bình thường, nói chung mọi thứ bình thường hết.
Rồi, tắt khóa ha. Ví dụ ta chạy xe đến nơi mà không có ai trông giữ, cảm thấy xe không an toàn á, ốp chìa khóa. Công tắc này ông ta giấu đâu tùy ha, bật bật chìa ốp. Rồi, ông ta đi đâu đó tùy, thoải mái. Nếu mà chiếc xe ta bình thường á, tức là về ta lấy xe mà bình thường thì nhớ ốp nữa ha, nhớ bật ngược lại nha, nhớ ngược lại on, mở khóa chạy ha, bình thường ha. Khi cần chống trộm gì đó thì ta chạy giờ ốp ốp. Nếu mà ai có chìa khóa hoặc là mở khóa xe sẽ có hiện tượng chỉ khi ốp ổ khóa hoặc đưa công tắc về trạng thái on thì nó mới hết kêu, lúc đó đề bình thường, mở khóa đề bình thường ha. Ok nhé bạn, y chang như xì mắc khay luôn ha, kinh sợ. Ai mà lỡ mở chìa khóa hoặc ông ta lỡ mà ta quên quên đưa nó về on mà bật lên chắc chết luôn ha. Cầu này kêu rất dữ, cầu chống trộm mà, cầu báo động mà, bốn xi nhan chớp nháy nữa thì chắc chắn là ai cũng phải sợ rồi ha. Mở lên là khá là giật hồn, hồn bay phách lạc này ha, té xỉu bỏ chạy. Công việc còn lại là chúng ta gọn lại ha, nèm để cho các bạn dễ nhìn thôi. Đấy. Rồi, các bạn nào cần một cái chống trộm mà như vậy á thì các bạn có thể tham khảo ha. Đó. Cái này đúng kỹ thuật nha, chứ không phải là làm chơi đâu nha các bạn. Này. Làm theo cái mạch đó, có sơ đồ hết rồi, chúng ta cứ làm theo thôi. Chỗ nào các bạn thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới video ha. Hoặc có thể liên hệ mình qua Facebook để được hỗ trợ. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm like và đăng ký. Vẫn còn nhiều video hấp dẫn phía sau. Hoặc các bạn có thắc mắc yêu cầu video gì đó thì các bạn có thể yêu cầu để bên dưới video ha. Comment thì mình sẽ trả lời trong thời gian ngắn. Mạch bán nhiêu nhỉ? Mạch bán nhiêu? 150 được không các bạn? Mọi thứ quá ngon luôn. Dắt cắm như zin là an toàn. Chỗ xi nhan này thì mình cắm cho bạn dễ nhìn ha. Mình sẽ làm dắt nó lại. Đó. Từ từ cái zin thì mình làm nó ra làm 2-3 luôn cũng được ha, chứ cái zin mà chúng ta ghim gì nó cũng không ok, muốn chắc chắn là đổ silicon vô này. Mình làm dư ra này không, dư ra làm cho cái này này 3 giây nè, ngoài ghim là chỗ cũ ra mình làm thêm 3 giây ra ngoài nữa, tức là bấm đôi ra thì nó ra hai có đạn cả không sao này. Quá tuyệt. Rồi chúc các bạn thành công nhé.